Dạ, kính thưa Nguyễn, mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn chị Hương đoàn Gia Lô Khô Hoa Giấy Mỹ nha bà con. Sẽ lên mời bà con và các bạn mình cùng chi tiết với nhà vườn. Em chào chị. Dạ em chào anh Liêm, em xin chào cô chú anh chị đang xem rút ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn em. Cô chú anh chị đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua, em xin cảm ơn ạ. Đầu tiên thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình cây mã số 1 nha cô chú. Cây mã số 1 cây này rất là đẹp luôn cô chú ơi, cây này hình dáng con gì em cũng không biết luôn. Cây mã số 1 có vành cổ là 33 nha cô chú anh chị. Sổ đế là 65. Con này cái tàn đẹp lắm nè cô chú anh chị, rất là nhiều chi tay luôn nè, xòe ra luôn nè cô chú anh chị. Cái con này là cái dáng đấy hổm về em bán cây là em mới thấy con này là đầu tiên nha cô chú anh chị, nên em có không biết con này con gì nữa. Cây mã số 1 em giao lưu với cô chú anh chị một con rất là to bự luôn, hình dáng con thú nha cô chú, 1,3 triệu bao ship ạ. 1,3 triệu cho mã số 1 với cô chú anh chị, rất là to, tay cạnh nó xòe như pháo bông. Tiếp theo em lên cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 là một cây dễ thương. Cây mã số 2. Mã số 2 thì cây này nó có hoành cổ là 25, sổ đế là 50. Cây rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Trên đây bởi đặc hờ luôn nè. Con này 200 ngàn cô chú anh chị ơi, 200 bao ship ạ. Con nhỏ con lớn đều có đủ hết nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây này mã số 3. Một cây bonsai nè cô chú, có bình cổ là 30, sổ đế là 35. Cây mã số 3 là 280 nha cô chú anh chị, 280 bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số 4, con này là cũng con to nữa là cô chú anh chị ơi. Mã số 4 của bình cổ là 31, sổ đế của nó là 60. Mã số 4 một con to bự lực luôn cô chú anh chị, rất là to luôn. Giao lưu với cô chú anh chị con mã số 4 là 450 bao ship luôn ạ. 450 nha cô chú. Tiếp theo em lên cây này, cây mã số 5. Cây mã số 5 có hoành cổ là 27, sổ đế là 50 luôn. Cây này là cây bệ đặc không nghe cô chú anh chị. Còn mã số 5 là 380 bao ship của chú anh chị ơi, 380 cho mã số 5. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 6, một cây to nữa nè. Mấy con này to hình thú không cô chú ơi. Con mã số 6 có hoành cổ là 34, sổ đế là 60. Một con rất là to luôn, có cái gù lên nữa nè. Còn mã số 6 rồi cô chú anh chị, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 luôn cô chú anh chị ơi. 450 cho mã số 6. Tiếp theo em lên cây này, cây mã số 7 nha cô chú anh chị. Mã số 7 thì có bình cổ là 26, sổ đế là 55. Con này cũng to hơn giá tiền em đang bán luôn á. Con này em bán có 220 cô chú ơi. 220 bao ship cho mã số 7. Rất là bự. Tiếp theo em lên cây mã số 8. Mã số 8 thì cây này có hoành cổ là 23, sổ đế là 55, một cây dáng bay tàn bay luôn cô chú ơi. Còn mã số 8 thì có 200.000 bao ship à. Bữa nay mấy con này rất là dễ mua luôn cô chú. 200 bao ship cho mã số 8. Tiếp theo em lên cây mã số 9 nha cô chú anh chị. Mã số 9 thì cây này nó rất là cao to luôn, lực luôn cô chú anh chị ơi. Con này đẹp à, ghép bao đẹp luôn. Có hoành cổ ngay chân đây là 29, sổ đế của con này là 57 ạ. Cái tàn lên thẳng băng luôn nha cô chú anh chị thấy không? Nguyên cái mình nó thẳng lên luôn nè. Con này hổm về mới gặp mấy con là tàn thẳng vậy nè. Cao, tổng cao của nó là 1m35 nha cô chú anh chị. Mã số 9 vành cổ 29. 1m35 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 460 ngàn nha cô chú anh chị. Con này rất là to luôn. Ở trên có chi tay để mà ghép luôn á. Tiếp theo em lên cây này, cây mã số 10 có hoành cổ là 30, sổ đế là 40, một cây dáng bonsai cũ đặt luôn cô chú anh chị ơi. Mặt tiền hai bên, bên nào cũng đẹp hết. Con này là 580 ngàn ạ. 580 bao ship mà cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 11. Có hoành cổ là 26, sổ đế là 57. Con này đẹp mấy cô chú anh chị. Con này có cái cốt lên dễ thương nữa nè. Con mã số 11 em giao lưu là 240 ngàn nha cô chú anh chị. 240 bao ship ạ. Tiếp theo em lên cây này mã số 12. Cây mã số 12 có hoành cổ là 28, sổ đế là 50, một con bự to nha cô chú anh chị. Nguyên cái bệ dưới đây nè. Bệ dưới đây rất là đẹp đó cô chú. Cây mã số 12 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 370 ngàn nha cô chú anh chị. Mã số 12 là 370 ngàn ạ. Tiếp theo em lên mã số 13. Cây này có hoành cổ là 29, sổ đế là 47. Cây mã số 13, cây này bán giao lưu với cô chú anh chị mình là 280 ngàn cô chú anh chị ơi. 280 ngàn, con này cái dáng hơi quái nè. Mã số 13, 280. Tiếp theo em lên mã số 14 rồi cô chú anh chị, con này to rồi cô chú anh chị.
Mã số 14, cây này nó có hoành cổ là 39, hoành cổ 39 nha cô chú anh chị. Sổ đế thì 60, một con rất là to luôn cô chú anh chị ơi. Khủng luôn, con này mấy cái gửi của nó là rất là lực nha cô chú anh chị. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 nha cô chú anh chị. 800 bao ship cho mã số là 14. Rất là to khủng luôn cô chú anh chị ơi, 800 ngàn rất là xứng đáng nha cô chú anh chị. Tiếp theo lên mã số 15 nha cô chú. Có hoành cổ là 27, sổ đế là 54, con mã số 15, con này cũng bự đẹp rồi cô chú anh chị. Con này là 320 ngàn. 320 của chú anh chị, mã số 15. Tiếp theo lên mã số 16 nha cô chú anh chị. Cây này nó có hoành cổ là 32, sổ đế là 55. Con này một con dáng quái nè, con này là 250 nha cô chú anh chị, 250 cho mã số 16. 250. Nên là mã số 17, con này to nha cô chú anh chị, hai cái chân của nó rất là to luôn. Mã số 17 thì có hoành cổ là 35, sổ đế là 48, con này cao 70 nha cô chú anh chị. Con này hai cái chân lực to nữa, cái cốt thì cốt bự nữa. Con này là 608 bao ship nha cô chú anh chị, 608 bao ship. Tiếp theo lên mã số 18 nha cô chú anh chị. Có hoành cổ là 29, sổ đế là 52. Con này đứng rất là vững nè, con này hai mấy cái chân của nó lực nữa nè cô chú. Con này em giao lưu là 300 ngàn nha cô chú anh chị, 300 bao ship cho mã số 18. Tiếp theo lên mã số 19 nha cô chú anh chị. Mã số 19 thì cây này có hoành cổ là 28, sổ đế là 40 nha cô chú anh chị. Cây này có cái cốt lên dễ thương quá nè cô chú anh chị. Con này em giao lưu là 230 ngàn nha cô chú anh chị, 230 bao ship ạ. Tiếp theo con này cái dáng quái quá cô chú anh chị ơi. Cái con này mà cô chú anh chị ở nhà có sẵn mấy cái chậu hình chữ nhật mua con này được nè. Con mã số 20 cô chú anh chị. Có hoành cổ là 34, sổ đế là 50, tổng cao của nó là 70, một con dáng quái nha cô chú anh chị, chi tay là rất là đều luôn, trên đây có ba cái tay nè cô chú anh chị. Nguyên cái chùm bông luôn. Con mã số 20 giao lưu với cô chú anh chị mình là 470 nha cô chú. 470 cho mã số 20 một con dáng quái ạ. Tiếp theo em lên một con to nữa là cô chú anh chị ơi. Con này mã số 21, có hoành cổ là 37, sổ đế là 55. Con này quá trời to luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 21 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 nha cô chú. Mã số 21 là 450 bao ship. Tiếp theo em lên mã số 22 nha cô chú anh chị. Có hoành cổ là 24, sổ đế là 40 luôn ạ. Con mã số 22, một con làm bonsai em giao lưu với cô chú anh chị mình là 280 bao ship thôi cô chú anh chị. 280 bao ship cho mã số 22. Tiếp theo là em lên cây này là cây mã số 23 nha cô chú anh chị. Mã số 23 thì cây này nó có hoành cổ là 33 ạ. Sổ đế là 47. Con này em rất là đẹp nha cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị cây này là 500 ạ. 500 bao ship thôi cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây này mã số 24, có hoành cổ là 31, sổ đế là 60. Ủa cây này đẹp quá trời luôn cô chú anh chị ơi, cây một rễ nè cô chú anh chị. Một rễ rất là to luôn á cô chú anh chị. Con mã số 24, một con một rễ rất là to. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 nha cô chú anh chị, 800 quá trời cái bể đặt. Cái này là đế nở rồi cô chú anh chị, đế rất là to nè. 800 bao ship. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 25 nha cô chú anh chị. Có hoành cổ là 27, sổ đế là 40. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 300 ngàn nha cô chú anh chị. Chi tay rất là nhiều luôn, cái cạnh nó là xè ra luôn à. 300 bao ship ạ. Tiếp theo em giao lưu với cô chú anh chị mã số 26, có hoành cổ là 30, sổ đế là 55. Ôi, cây này một rễ dễ thương lắm nha cô chú anh chị. Cây này là 230 ngàn nha cô chú anh chị. Mã số 26 là 230, cái đầu của nó cục cục luôn nè. Tiếp theo là mã số 27 nha cô chú anh chị, một con bệ đặc khừ luôn. Con này là có hoành cổ 36, sổ đế là 38. Con này đặc lắm nha cô chú anh chị, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 ạ. 550 bao ship ạ, cho mã số là 27. Tiếp theo em lên cây này mã số 28 nha cô chú anh chị. Có hoành cổ là 26, sổ đế là 55. Con này thì có 200 ngàn. Cô chú anh chị mình về tập ghép được nè. Tại vì nó có nhiều tay ở trên đây nè cô chú. 200 à.
Tiếp theo em lên mã số 29 nha cô chú anh chị. Cây này nó có hoành cổ là 25 sổ, đế là 47. Cây này tập ghép nè cô chú anh chị, có 150 à. Một cây tập ghép mã số 29, 150 bao ship ạ. Tiếp theo em lên cây này to lắm nha cô chú anh chị. Cây này mã số 30, có hoành cổ là 35, sổ đế là 55. Tổng cao của cây này là 85. Có cái có thẳng băng lên luôn cô chú anh chị ơi. Có rất là to. Mình của nó cũng to nữa. Con mã số 30 em giao luôn với cô chú anh chị mình là 500 nha cô chú anh chị. 500 bao ship ạ. Tiếp em lên mã số 31. Cây này có hoành cổ là 24, sổ đế là 57. Con này em giao luôn với cô chú anh chị mình là 220 bao ship luôn cô chú. Mã số 31 là 220. Tiếp em lên mã số 32. Cây này nó có hoành cổ là 38, sổ đế là 42. Cây này to lực nha cô chú anh chị, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 320 bao ship cô chú anh chị ơi, 320 cho mã số 32. Tiếp theo em lên mã số 33 nha cô chú anh chị, một con to nữa. Con này có hoành cổ là 32, sổ đế là 65. Một con rất là to luôn nha cô chú anh chị, không thấy em luôn rồi. Siêu to luôn. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 nha cô chú. Tại nó rất là to nha cô chú anh chị, 550 bao ship ạ. Tiếp theo em lên cây này mã số 34 nha cô chú anh chị. Có vành cổ là 26, sổ đế là 43. Mã số 34, một con đặc. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 360.000 nha cô chú anh chị, 360 bao ship cho mã số 34. Tiếp theo em lên mã số là 35. Cây này có vành cổ là 23, sổ đế là 50. Con này là 280.000 nha cô chú anh chị, con này rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Dáng thế nó cực đẹp luôn cô chú anh chị. 280 bao ship. Tiếp theo em lên mã số 36 nha cô chú anh chị, có hoành cổ là 30, sổ đế là 60. Con này là 300.000 cô chú anh chị ơi. Một con to bự 300.000 luôn. Tiếp theo em lên mã số 37 nha cô chú anh chị, có hoành cổ là 28, sổ đế là 50. Con này có cốt lên luôn nên tổng cao của nó là 90 luôn ạ. Con này em giao luôn với cô chú anh chị mình là 360 cô chú anh chị. Con có cốt cao mà to nó 360 bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số là 38, có hoành cổ là 31, sổ đế là 55. Con này làm giao lưu với cô chú anh chị mình là 280 bao ship luôn cô chú anh chị, 280 bao ship ạ. Tiếp theo em lên con này là con mã số 39 nha cô chú anh chị, có hoành cổ là 30, sổ đế là 50. Con này em giao lưu với cô chú anh chị con rất là to luôn cô chú ơi, con này là 380.000 á, con siêu to luôn, 380 bao ship luôn cô chú. Rồi con này cũng lực quá trời luôn rồi. Con này mã số 40 của chú anh chị ơi, có hoành cổ là 34, sổ đế là 60. Con này to khủng khiếp luôn á, cái mình nó to nguyên cái bề luôn rồi cô chú, nguyên cái mặt tiền nó quá trời đẹp rồi. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 nha cô chú anh chị, 650 cho mã số 40. Và nó quá trời khủng rồi. Tiếp theo em lên cây này, cây mã số 41 thôi cô chú anh chị, có hoành cổ là 28, sổ đế là 55. Con này cũng to nè cô chú anh chị, con này em giao lưu với cô chú anh chị 360 ạ, 360 cho mã số 41 nè cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã số 42. Mã số 42 thì cây này có hoành cổ là 30, sổ đế 60. Con này đẹp hơn cô chú anh chị, rất là đẹp luôn á. Con này cái mình duyên dáng luôn. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 420 bao ship nè cô chú anh chị, 420 cho mã số 42. Tiếp theo em lên mã số 43. Cây này tập ghép á cô chú anh chị. Con này mà có hoành cổ là 21, sổ đế là 65. Cây này 200.000 cô chú ơi, một cây tập ghép mã số 43 200.000. Tiếp theo em lên mã số 44. Cây này nó có hoành cổ là 24, sổ đế là 58. Có cái cốt lên luôn cô chú anh chị ơi, nên tổng chiều cao của nó là 1m1. Con này 250 nha cô chú, 250. Tiếp theo em lên mã số 45. Cây này có hoành cổ 41, sổ đế là 56. Cây mã số 45 rất là to nữa cô chú. Con này cũng 350 cô chú ơi. Con này 350 à, 350 bao ship. Con rất là to.
Tiếp theo em lên mã số 46, con này nó có vành cổ là 24, sổ đế là 55, con này có 150 rồi cô chú. 150 bao ship luôn, một cây quái, tập ghép rồi cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây này, cây mã số 47, có vành cổ là 28, sổ đế là 50. Mã số 47, một con dáng đứng rất là đẹp cô chú ơi. Con này là 350 bao ship rồi cô chú, 350 à. Tiếp em lên cây này là cây mã số 48, có mảnh cổ 23, sổ đế là 53. Cây này một rưỡi, ở trên đầu có rất là nhiều chi tay luôn cô chú ơi. Bên này em giao luôn cô chú anh chị mình 230 ngàn nha cô chú, 230 bao ship của mảnh số 48. Tiếp em lên mã số 49, mã số 49 thì cây này nó có mảnh cổ là 31, sổ đế 60. Con này bao đẹp luôn cô chú anh chị ơi, con này là 320 bao ship. Một con rất là đẹp, 320 bao ship cho mã số 49. Tiếp theo em lên cây mã số là 50. 50 con này siêu to luôn cô chú. Con này có vành cổ là 35, sổ đế là 60. Con này to lực luôn, bán với cô chú giao lưu với cô chú anh chị mình 280 bao ship luôn cô chú anh chị. Mã số 50 là 280 bao ship, mã số 50 cũng là mã số cuối cùng của nhà vườn Hương Đoàn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi và em xin chào ạ. Rồi, em cảm ơn chị Hương Đoàn. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo ạ.